theo Hội đồng Vàng của Thế giới. Vào năm 2023, tổng nhu cầu về vàng trên thế giới đã tăng lên mức kỷ lục hàng năm mới là 4.899 tấn. Giá vàng trung bình trong năm 2023 lên đến mức cao nhất trong lịch sử là hơn 1.940 USD trên ounce. Đó là một thông tin vui, thế nhưng mà các nhà quan sát cho rằng điều thú vị nhất còn ở phía trước cả. Vào năm 2022, giá vàng trung bình là vào khoảng 1.800 USD trên ounce. Và năm 2023, mức trung bình như tôi đã nói là 1.940 đô la. Và năm 2019 thì con số này là vào khoảng 1.392 đô la. Nghĩa là trong 4 năm giá vàng đã tăng khoảng 40%. Thế nhưng tại sao vàng lại tăng giá và nó sẽ tiếp tục tăng trong bao lâu? Để hiểu điều đó thì điều quan trọng là phải xem xét một số khái niệm cốt lõi và xem lại cách mà vàng đạt đến mức giá kỷ lục như hiện nay. Từ xưa đến nay, vàng được xem là phương tiện lưu trữ giá trị hoặc đầu tư an toàn. Đó là tài sản mà mọi người thường tìm đến khi thị trường chứng khoán hoạt động không tốt hoặc là khi họ không chắc chắn về nền kinh tế. Như là một chuyên gia từng nói, người ta mua vàng vì sợ chứ không phải là vì tham. Thông thường, nếu một quốc gia có nền kinh tế trì trệ, hoạt động kinh doanh doanh nghiệp không tốt thì tâm lý của nhà đầu tư thường chọn mua vàng để dự trữ. Nếu tình hình lạm phát diễn ra thường xuyên với tỷ lệ cao, người dân lựa chọn mua vàng cất trữ thay vì mua trái phiếu hoặc cổ phiếu. Còn khi lãi suất thị trường có tín hiệu tăng, sức hút của các kênh đầu tư chứng khoán cũng tăng với nhà đầu tư. Lúc đó, mọi người đổ dòng tiền vào các kênh này thay vì là mua vàng để dự trữ cho an toàn. Vì vậy mà làm cho giá vàng bị giảm xuống. Ngoài ra, những chính sách kiểm soát việc đầu tư vàng của chính phủ ở nhiều quốc gia cũng phần nào làm giá vàng tăng. Những giải pháp kinh tế được ban hành của ngân hàng trung ương tác động đến tiền tệ và lãi suất có thể làm tăng giá vàng đáng kể. Ví dụ, vào năm 2023, chỉ riêng Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã mua đến 225 tấn vàng với trị giá vào khoảng 15 tỷ đô la Mỹ. Lượng vàng nắm giữ hiện tại của ngân hàng này hiện ở mức là 2.235 tấn, chiếm khoảng 4% vàng dự trữ của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu. Còn ở Mỹ, sau chiến dịch tăng lãi suất mạnh mẽ để mà kiềm chế lạm phát, người ta bắt đầu kỳ vọng Cục Dự trữ Trung ương FED sẽ bắt đầu nới lỏng lãi suất. Nhà đầu tư thường muốn sở hữu vàng trong chu kỳ giảm lãi suất vì kim loại quý này sẽ được hưởng lợi từ mức lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ thấp hơn và đồng đô la Mỹ yếu hơn. Nói cách khác, thì nhà đầu tư nắm giữ vàng trong giai đoạn này ít chịu thiệt hại về chi phí cơ hội. Dân ta từ lâu đã thuộc nằm lòng nguyên tắc là vàng tăng thì đô giảm. Nghĩa là mối quan hệ giữa giá vàng và đô la Mỹ là nghịch đảo. Lý do thì là vàng cũng là một loại hàng hóa trên thị trường. Chính vì vậy, nó chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi tiền tệ. Hiện nay, đồng tiền định giá vàng được sử dụng chủ yếu là những đồng tiền mạnh như là USD. Khi mà đô la Mỹ yếu đi bởi những quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thì giá vàng sẽ tăng và ngược lại. Và lý do lớn nhất liên quan đến tình hình chính trị, bất ổn chính trị có thể tác động trực tiếp làm giá vàng biến động. Ở những quốc gia đang trải qua bất ổn, người dân trong nước sẽ lựa chọn đầu tư vào vàng như là một kênh trú ẩn an toàn nhất. Nếu xảy ra chiến tranh, người nắm giữ chứng khoán e sợ khả năng sinh lời cũng như là cơ hội lấy được khoản tiền gốc đã bỏ ra nếu như doanh nghiệp bị ảnh hưởng, dừng hoạt động vì chính trị. Trong khi đó, thì giữ vàng giúp cho bạn tránh khỏi hầu hết các rủi ro, kể cả nguy cơ đồng tiền hoàn toàn mất giá do lạm phát quá cao. Chính vì điều này mà làm cho sức mua vàng tăng và đẩy giá tăng nhanh. Điều đó đã trở thành quy luật. Giá vàng luôn có xu hướng tăng vọt trong những thời điểm bất ổn. Ví dụ như là trong dịch Covid-19, giá vàng từng thiết lập kỷ lục vào tháng 8 năm 2020. Tương tự, khi mà Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, thì vàng đã tăng lên mức cao chưa từng thấy kể từ cuối năm 2020, vượt 1.960 USD trên ounce. Vậy thì, trong năm 2023, những sự kiện địa chính trị nào đã tác động chính lên giá vàng? Các biện pháp trừng phạt chống lại Nga đã giúp đẩy nhanh việc chấp nhận như là một loại tiền dự trữ thay thế. Không phải quốc gia nào cũng muốn nằm dưới cơ của Mỹ và sự kiểm soát của họ đối với hệ thống chuyển khoản ngân hàng SWIFT hay còn được gọi là Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu. Trong 5 năm qua, xu hướng phi đô la hóa đã dần dần hình thành kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bùng phát. Nga và Trung Quốc và các quốc gia khác đang hối hả dự trữ vàng như là một loại tài sản thay thế để đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của họ. Ngoài ngân hàng trung ương thì các nhà đầu tư bán lẻ, ý tôi là bất kỳ một người bình thường ở Ấn Độ hoặc ở Trung Quốc hoặc ở Việt Nam cũng làm điều tương tự. Bởi vì người ta không thực sự tin tưởng rằng giá trị khoản tiết kiệm của mình sẽ giữ nguyên giá trị trong thời buổi lạm phát này. Đến hết năm 2023, cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine dường như đang bế tắc. Cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc có vẻ dịu đi phần nào sau cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thế nhưng ở Trung Đông, cuộc chiến ở giải Gaza đã khiến hơn 20.000 người Palestine thiệt mạng trong 3 tháng qua.
theo dữ liệu từ phía Palestine. Trong khi đó, giới chức trách Israel cho biết 1.200 người Israel đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Hamas vào hôm 7 tháng 10, sự kiện châm ngòi cho cuộc xung đột. Hiện tại, thì xung đột chưa lan rộng thành một cuộc chiến tranh khu vực như lo ngại trước đó của giới quan sát. Thế nhưng tất cả có thể thay đổi trong năm 2024. Một số thành viên chính phủ Israel ủng hộ việc mở rộng chiến tranh để mà nhắm vào Lebanon và Hezbollah, những lực lượng được Iran hậu thuẫn và đang có cuộc giao tranh với quân của Israel ở phía Bắc. Một động thái mở rộng chiến tranh như vậy có thể dẫn tới sự tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp của Iran vào chiến tranh vì Iran không muốn mất uy tín với các lực lượng mà nước này hậu thuẫn. Các cuộc tấn công mà phiến quân Houthi thân Iran ở Yemen tiến hành nhằm vào tàu bè ở Biển Đỏ. Việc tàu hải quân của Mỹ tham gia vào lực lượng nhằm chống lại các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái này đều có thể đổ thêm dầu vào lửa. Về lý thuyết, thì các cuộc tấn công của Houthi có thể làm tê liệt eo biển Bab el-Mandab, một đoạn đường biển chiến lược ở cực nam của Biển Đỏ, gây ra tổn thất lớn về kinh tế. Mỹ đã cảnh báo sẽ có sự đáp trả mạnh mẽ nhằm vào Houthi. Bộ Quốc phòng của Mỹ nỗ lực trấn an các hãng vận tải biển rằng một lực lượng đa quốc gia đang tiến hành các biện pháp để đảm bảo an toàn cho tàu bè di chuyển qua Biển Đỏ và kênh đảo Suez. Tuy nhiên, thì một nửa số tàu container thường xuyên đi qua khu vực này vẫn đang tránh sang đường khác. Căng thẳng leo thang khi ít nhất là có 3 binh sĩ của Mỹ thiệt mạng, hơn 40 người bị thương, trong đó một số quân nhân bị thương nặng sau khi một căn cứ quân sự của Mỹ ở đông bắc Jordan gần biên giới Syria bị tập kích bằng máy bay không người lái vào ngày 28 tháng 1. Đây là lần đầu tiên binh sĩ của Mỹ thiệt mạng ở khu vực kể từ khi xung đột Israel-Hamas ở dải Gaza nổ ra vào hồi tháng 10 năm ngoái. Bên cạnh đó, trong năm 2024 sẽ có hơn 60 cuộc bầu cử diễn ra trên khắp thế giới, trong đó cuộc bầu cử vào ngày 13 tháng 1 ở Đài Loan kết thúc với chiến thắng của ông Lại Thành Đức. Ông sẽ kế nhiệm bà Thái Anh Văn, cả hai đều thuộc Đảng Dân Tiến. Trong 8 năm qua, thì Bắc Kinh đã chỉ trích gay gắt bà Thái Anh Văn và người ta lo ngại là ông Lại sẽ đẩy ranh giới với Bắc Kinh đi xa hơn cả điều bà Thái đã làm. Vậy là trong năm 2024, liệu giá vàng có còn lên cao nữa hay không? Giá vàng tăng cao trong khi kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại có thể làm suy yếu nhu cầu vàng và khiến giá vàng đi xuống. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng các cuộc xung đột đang diễn ra, căng thẳng thương mại và các cuộc bầu cử trên khắp thế giới sẽ giúp duy trì nhu cầu ở mức cao, bù đắp cho sự suy giảm nói trên. Còn nếu các bạn hỏi tôi là có nên mua vàng lấy lãi hay không, thì cần biết rằng là cứ khi nào mà giá tăng cao thì các công ty kinh doanh vàng lại kéo giãn khoảng cách giá mua vào, bán ra khiến người mua khó lòng hưởng lợi. Ví dụ nha, vào cuối tháng 11 năm 2023, giá bán vàng nhẫn tại công ty SGC ở mức cao là 62,4 triệu đồng. Thế nhưng công ty này chỉ thu vào với giá là 60,8 triệu đồng. Lúc đó giá vàng nhẫn ở mức là 62 triệu đồng trên một lượng. Lực mua vào trên thị trường tăng cao đẩy giá lên đến 63 triệu đồng. Thế nhưng những người mua vàng thời điểm này đến nay vẫn chưa thoát lỗ vì giá thu lại của các công ty vàng lại quá thấp. Vấn đề giá vàng tăng, người mua vẫn lỗ đã được đưa ra chất vấn và nhận lại câu trả lời từ các đơn vị kinh doanh vàng là giá trong nước không kết nối được với thế giới. Trong khi công ty kinh doanh thì không thể thua lỗ, nhất là công ty có liên quan đến vốn nhà nước, với mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán từ 1 đến 1,3 triệu đồng trên một lượng. Thì dù giá thế giới có biến động nhiều, công ty kinh doanh vàng cũng không bị lỗ. Ở đây, chỉ có người tiêu dùng là chịu thiệt thôi. Giá vàng trong nước biến động ở những thời điểm khác nhau phụ thuộc vào nguồn cung trên thị trường như thế nào. Trước năm 2012, Việt Nam nhập vàng mỗi năm hàng chục tấn. Thế nhưng kể từ khi Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng có hiệu lực, thì Việt Nam không cho nhập vàng nữa. Nguồn cung trong nước ngày càng khan hiếm. Chính vì điều này mà Việt Nam là hiện tượng duy nhất trên thế giới có giá vàng miếng đất hơn các nước khác từ 400 đến 500 đô la trên ounce. Như vậy thì việc nắm giữ vàng nhìn trong ngắn hạn thì sẽ chịu lỗ. Thế nhưng với những người mua dài hạn thì đến nay đa phần đều lời.